Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy và cùng toàn thể quý vị, lưu chảy trong mỗi chúng ta là dòng máu cu mang ân sủng của Đức Chúa Trời tạo ra loài người, ơn đức của Đấng Cha Mẹ hình thành sinh mạng và ơn huệ của Đấng Tiền Nhân dựng nên cội nguồn cả quốc. Dòng máu thọ bao trọng ơn ấy đã luân lưu qua bao thế hệ để tạo ra các giá trị thiêng liêng, làm nền tảng cho con người trong gia đình và ngoài xã hội. Các giá trị ấy đã được thể hiện qua những lần dân Việt anh dũng chống ngoại xâm như Trung Quốc, thực dân Pháp, qua các cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và cũng còn có biết bao thành tựu khác trong đời sống, làm rạng dân nổi giống. Cũng từ dòng máu Âu Lạc ấy mà chúng ta đã có 117 vị thánh tử đạo đã được phong thánh ở Vatican ngày 5 tháng 3 năm 2000. Các em nhóm giới trẻ giáo xứ Mẹ Việt Nam xin đóng góp một tiết mục gồm 3 nhạc phẩm: Dòng máu Lạc Hồng, Anh vẫn đưa một ngày về và Chúc Xuân, để cùng ôn lại các trọng ơn đang lưu chảy theo dòng máu của chúng ta và nhắc nhở nhau rằng bảo vệ các điều ấy là bổn phận của một thành viên trong gia đình, một công dân ngoài xã hội và một con dân của Chúa. Sau đây, kính mời quý cha, quý thầy, quý sơ và cùng toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu. Thank you.
Chào đón muôn nhà.